Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chính đồng chủ trì cuộc họp bàn về công tác tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023. Tham dự buổi họp có lãnh đạo các sở ngành và các đơn vị liên quan. Thông tin từ buổi họp cho biết, đội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cho phần dự thi của đội, gồm nhạc nền, lập trình kịch bản, chuẩn bị pháo. Khán đài đã hoàn thành công tác lắp đặt và nghiệm thu đưa vào sử dụng với quy mô hơn 5.400 chỗ ngồi. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đang triển khai các công tác triển khai lắp đặt hệ thống cầu phao tại vị trí mặt trước khán đài trên sông Hàn làm lối thoát hiểm, phục vụ việc đưa đón ban tổ chức đại biểu lãnh đạo. Các hạng mục hậu cần tại khu vực bắn đã hoàn thành, tổ chức lực lượng và phương tiện 24/24 đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu vực này. Xây dựng sân khấu, hệ thống âm thanh ánh sáng đã hoàn thành, triển khai lắp đặt 4 cụm âm thanh dọc các tuyến đường. Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời đã báo cáo về phương án, kịch bản cho công tác lễ tân đón khách, thẻ đeo làm nhiệm vụ trong khu vực vé mời, kịch bản ngày khai mạc. Năm nay là lần thứ 11 DIFF được tổ chức tại Đà Nẵng. Đây cũng là một trong những sự kiện văn hóa tạo nên thương hiệu riêng cho Đà Nẵng, đồng thời góp phần giúp thành phố 2 lần được vinh danh, điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á.